Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho em ở bài số 8 gọi là phần lý thuyết đúng không? Thì trong clip hôm nay thầy tiến hành làm cho các em ở cái tiết bài tập. Thì trong đây nó từ bài 44 cho tới bài 48 rồi các em ha. Rồi, nếu được thì thầy sẽ cố gắng quay hết cho các em. Còn nếu không được thì thầy sẽ cắt nhỏ ra ha. Tới đâu hay tới đó các em ha. Chúng ta sẽ tiến hành làm thầy bài 44. Cho hai cái đa thức ở đây, người ta cho đa thức bx mũ 3, mũ 0, mũ 4, mũ 2, người ta chưa sắp xếp nên theo thầy thì các em nên sắp xếp các cái đa thức này về để theo chiều giảm dần trước nha các em nhé. Như vậy thì bx này, bây giờ ở đây mũ 4 này, mũ 3 này, mũ 2, mũ 0 này, như vậy thì chúng ta nên sắp xếp mũ 4 trước, tới mũ 3, tới mũ 2 và tới mũ 0, được không nào? Tương tự như vậy thì ở đây vx bằng này, đây mũ 2, mũ 1, mũ 3, mũ 4, mũ 0. Như vậy thầy sẽ sắp xếp ở đây là mũ 4 này trừ 2x mũ 3 này cộng x mũ 2 này trừ 5x trừ 2/3, được không nào? Như vậy bây giờ người ta là yêu cầu các em là tính bx cộng vx. Thì theo thầy này, thầy thống nhất các em luôn là riêng cái cách 1 á, cái cách 1 ở trong clip trước á, thì thầy đã hướng dẫn các em rất là kỹ. Nếu giáo viên mà yêu cầu các em tính hai cách, nếu mà tính hai cách thì các em chỉ việc cách 1 các em chỉ việc cho ngoặc và làm giống như bài số 6 đúng không nào. Còn chủ yếu bữa hôm nay trong clip này thầy sẽ hướng dẫn cho em cách 2 là cách cộng theo cột dọc hoặc là trừ theo cột dọc các em nhé. Như vậy ở đây các em có là bx cộng cho vx. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, nhớ này, mũ 4, mũ 3, mũ 2. Nếu ở đây có mũ 1 á, thì thầy sẽ viết liền luôn. Nhưng mà ở đây không có mũ 1, như vậy thì viết tới cái chỗ đây chúng ta phải đưa cái số âm 1/3 ra xa một xíu. Tại vì sao? Tại vì ở dưới này có mũ 1. Khi chúng ta đặt cột dọc thì nếu chúng ta đặt liền ra, khi chúng ta đặt vô thì nó không có khớp nhau để mà cộng được các em ạ. Hiểu không nào? Như vậy đây thầy sẽ đặt là 8x mũ 4 này trừ 5x mũ 3 này cộng x mũ 2 này. Ngay chỗ đây chúng ta đừng viết liền là âm x, thầy nói âm 1/3, mà thầy sẽ đưa ra bên ngoài đây. Nghĩa là chỗ này á, x gọi là mũ 1 là bằng 0 này, các em hiểu chưa nào? Cộng này, x mũ 4 này, ha, trừ 2x mũ 3 này, cộng x mũ 2 này, chỗ đây này, chỗ đây thầy sẽ điền nó là 5x, tại vì chỗ đây số 0 này, đây là trừ âm 2/3 này. Sau đó chúng ta sẽ dùng thước, thầy sẽ dùng thước chúng ta gạch ngang qua, và chúng ta sẽ cộng lại. Em hiểu không nào? Đó, được chưa? Bây giờ ở đây chúng ta có là kết quả của bx cộng vx này bằng này. Như vậy chúng ta có này, 8 cộng 1 này, 8 cộng 1 thì bằng 9x mũ 4 này, âm 5 cộng cho âm 2 thì bằng âm 7x mũ 3 này, 1 cộng 1 là bằng 2x mũ 2 này, 0 này, 0 cộng cho âm 5x thì bằng 9 là âm 5x này, trừ 1/3 mà cộng cho âm 2/3. Như vậy trừ 1 cộng cho trừ 2 là bằng trừ 3, trừ 3 chia 3 thì bằng trừ, nghĩa là trừ 3/3 là trừ 1 này. Các em nhìn một xíu nè, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phép trừ nhé. Các em có hiểu không nào? Rất là dễ hiểu đúng không? Rồi, đó, chúng ta đi sang trừ nhé. Rồi, ok, thầy sẽ đẩy lên và làm trừ cho em luôn. Thầy cũng ghi như thế này, nhưng mà thay vì đó thầy ghi chỗ đây là phép trừ nha. Như vậy thì ta có là bx này trừ cho qx này. Như vậy thì ta có là 8x mũ 4 này trừ 5x mũ 3 này cộng x mũ 2 này trừ 1/3 này. Ở đây thầy sẽ đặt phép trừ này. Đây là x mũ 4 này trừ 2x mũ 3 này cộng x mũ 2 này trừ 5x này trừ 2/3 này. Rồi, như vậy thì ở đây nó sẽ là bx trừ qx bằng này. Như vậy ở đây các em thấy 8 trừ cho 1 này, 8 trừ 1 thì bằng 7x mũ 4 này, ha. Trừ 5, trừ với trừ này, các em thấy trừ với trừ thành cộng này, nghĩa là thành trừ 5 cộng 2 thì bằng
trừ 3 x mũ 3 này. X mũ 2 trừ cho x mũ 2 thì bằng 0 này. 0 này, các em nhớ này, 0 trừ với trừ này. 0 trừ với trừ thì thành cộng này. Cộng 5 x này, ha. Trừ 1/3 mà trừ với trừ này, trừ với trừ thành cộng này, nghĩa là trừ 1/3 cộng cho 2/3 thì bằng cộng 1/3 này. Đó. Các em có hiểu chưa nào? Hai câu thì làm rất là rõ ràng, dễ hiểu, không có gì khó hiểu. Thầy nói cái phần này rất là dễ lấy điểm ngay mà. Các em chỉ cần chịu khó xem clip của thầy, chịu khó làm lại. Nhớ phải tắt clip hoặc là không được nhìn vào sách giải. Chúng ta tự làm, chúng ta tự đặt. Mà khi mà chúng ta đối chiếu kết quả của thầy đây, đối chiếu với giống với kết quả của thầy đây, là các em đã ok và các em có thể tự lên bảng và chúng ta tự làm, tự tin luôn. Và các em có thể lấy được 10 điểm hoặc 9 điểm tùy theo năng lực và cách trình bày của em. Hiểu không nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 45 nhé. Rồi, chúng ta có bài 45. Cho đa thức BX. BX của chúng ta là bằng x mũ 4 này trừ 3x mũ 2 này cộng 1/2 trừ x này. Tìm các đa thức QX với RX sao cho này, câu A. Như vậy thì ở đây các em thấy là ở đây là BX là ở đây này, thấy không nào? QX này. Như vậy thì chúng ta muốn tìm QX thì các em lấy cái đa thức này, chúng ta trừ cho BX, ha. Như vậy thì ở đây em ta có, thầy sẽ ghi lại đề cho em thấy luôn. Không làm nhanh quá thì sợ các em lại không hiểu, mà không hiểu thì không làm bài được, ha. Thì ở đây chúng ta yêu cầu, người ta yêu cầu tìm QX. Như vậy ở đây chúng ta suy ra cái đa thức QX này này sẽ bằng x mũ 5 này. Nghĩa là các em cứ coi đây là một cái đa thức, đúng không? Đa thức nào đó trừ cho BX, trừ cho BX. Bây giờ các em thế cái BX này vào ở đây. Như vậy x mũ 5 trừ 2x mũ 2 cộng 1, không? Chúng ta trừ, đáng lẽ thầy sẽ làm cách 2, nhưng mà thôi lỡ rồi, thầy sẽ làm luôn cách 1 cho các em nha. Đó. Bằng tiếp. Như vậy bây giờ một bỏ ngoặc ra. Ở đây là dấu trừ, đúng không nào? Đằng trước đây, như vậy chúng ta sẽ đổi dấu hết. Như vậy trừ x mũ 4 này. Trừ này thành cộng 3x mũ 2 này, cộng thành trừ 1/2 này, trừ thành cộng x này. Được chưa? Bằng tiếp này. Như vậy thì ở đây chúng ta có, bây giờ chúng ta nhóm và làm nhanh luôn cho không cần phải nhóm theo kiểu kia lâu lắm em nha. Làm bằng miệng luôn á. Để x mũ 5 này nhờ mũ 2 này, các em thấy mũ 2 đây, mũ 2 trừ 2 cộng 3 này, các em thấy không? Trừ 2 cộng 3 thì thành cộng 1, nghĩa là cộng x mũ 2 này. 1 trừ cho 1/2, 1 trừ 1/2 thì thành cộng 1/2 này. Nghĩa là các em lấy 1 trừ 1/2 đấy thì bằng 1/2 này. X mũ 4 này cộng x này. Đó, được chưa? Đây chính là kết quả của QX. Như vậy đây là QX này. Ok. Các em có hiểu không nào? Tiếp tục. Chúng ta đi sang câu B. Câu B của chúng ta là BX trừ RX bằng x mũ 3. Ở đây chúng ta đi tìm là tìm RX, có đúng không nào? Đi tìm RX. Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra RX, cái này chuyển qua đây và cái này chuyển lại thì nó có phải bằng BX trừ cho x mũ 3, có đúng không nào? Như vậy thì BX của chúng ta đã có rồi. Như vậy thì RX, BX chúng ta này, như vậy là x mũ 4 này trừ 3x mũ 2 này cộng 1/2 này trừ x, trừ x mũ 3, xong. Chứ bây giờ đâu có thu gọn là đơn giản gì đâu, có đúng không? Rồi, xong. Xong nha. 45 à? 46 anh em nha. Rồi, bài 46. Ta đi sang bài 46 nha. Viết đa thức BX. Đây. Mũ 3, mũ 2, mũ 1, mũ 0 rồi. Tổng của hai đa thức một biến. Tổng của hai đa thức một biến thì rất là dễ. Không? Câu A này, tổng này. Tổng nghĩa là cộng. Không? Bây giờ thầy chia ra. Thì lấy hai này cộng ngoặc, đây ngoặc trở thành hai đa thức có đâu?
đây 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 tổng này đó, các em hiểu không? Bây giờ B là hiệu này, các em thấy tổng không? Tổng này, hai đa thức này, hai đa thức một biến tổng chính giữa này, hiệu này. Bây giờ BX đúng không? Nhìn này, ở đây thầy lấy anh này với anh này một nhóm này, hai anh này một nhóm, sau đó thầy đặt dấu trừ và đổi dấu hai anh này là xong, trở thành 5x mũ 3 cộng 7x. Thầy đặt dấu trừ trước, mở ngoặc ra, trong đây trở thành 4x mũ 2 cộng 2 này, hiệu này. Đó. Bạn Vinh Niu nhận xét, ta có thể viết đa thức để cho thành tổng của hai đa thức bậc 4, tổng của hai đa thức bậc 4 đúng hay sai, vì sao? Vì sao em? Đúng không? Đúng, tại vì chúng ta có thể thêm vào x mũ 4 không? Chúng ta có thể thêm ở đây x mũ 4, hoặc là đây, khi thêm đây x mũ 4 thì đây trừ x mũ 4 thì nó vẫn không thay đổi. Như vậy thì ở đây câu, cái câu ở đây bạn Vinh nói đúng nha. Đây, anh em, bạn Vinh nói đúng. Thì tại sao nói đúng? Bây giờ cái BX đây này, chúng ta nhìn đây, thầy sẽ cộng vào ở đây là x mũ 4 cộng 5x mũ 3 trừ 4x mũ 2. Thầy cộng, khi ở đây thầy cộng x mũ 4 thì đây thầy cộng là âm x mũ 4, tại vì hai này số đối nhau thì cộng lại cũng bằng 0, nhưng nó không thay đổi cho các em ha. Đó, như vậy thì chứng tỏ khi thầy cộng hai anh đây với anh đây thì nó bằng 0, thì nó cũng giữ nguyên là cái này. Nhưng mà bạn Vinh nói đúng thì ở đây nó vẫn là bậc 4 nè các em. Thấy chưa? Các em đã hiểu chưa? Bài 46. Ok. Rồi, clip tiếp theo thầy sẽ làm cho các em bài 47, 48 nhé. Do thầy có việc đột xuất, thầy phải đi ra ngoài một xíu, thầy sẽ đánh dấu ở đây các em nhé. Các em thông cảm nhé. Nếu hay thì giúp thầy chia sẻ và clip quảng cáo ủng hộ thầy các em nhé. Xin chào và gặp lại các em trong clip tiếp theo nha.